Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty vừa nhập về rất nhiều loại máy làm đẹp cùng với các công nghệ làm đẹp mới nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích đem lại kết quả hữu hiệu và an toàn cho khách hàng. Ngoài ra, salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học về beauty và đặc biệt có các lớp chuyên biệt theo yêu cầu của từng học viên, và sau khi tốt nghiệp thì cơ hội làm chủ cho chính mình chỉ nằm trong gang tấc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số điện thoại 0481 944 506 hoặc đến thẳng địa chỉ số 346 Calivero, Cali Heights, New South Wales 2166. Công ty Vidirovel Mining Alina, văn phòng tại 161 Hoskins Street, Himora, New South Wales 2666, xin thông báo. Sau nhiều năm làm việc với chính phủ Úc, nay hội đủ điều kiện pháp lý, xin thông báo đến quý đồng hương góp vốn đầu tư mua trang thiết bị, máy móc để khai thác đá khối lên bán. Công ty có 24 triệu cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 2.500 đô la Úc, mức lời là 600%. Đây là mỏ đá granite ở Úc do người Việt làm chủ. Kính mời quý đồng hương chung tay góp vốn để dự án khai thác sớm hoàn thành. Xin liên lạc số hotline 610432-298-934 hoặc website vdima.com.au. Lily xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Phây TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Phây TV, sau nhiều tháng đàm phán với Đảng Xanh, chính sách xây nhà ở xã hội của chính phủ Albanese sẽ được Quốc hội thông qua trong tuần này để bắt đầu triển khai xây dựng 30.000 ngôi nhà mới. Trong lĩnh vực nhân dụng, để giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên, chính quyền tiểu bang Victoria sẽ tài trợ chi phí đại học cho sinh viên học ngành sư phạm. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt các loại thuốc kháng sinh dành cho trẻ em còn kéo dài đến sang năm. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Vietfay TV. Đầu tiên là tin liên quan đến lĩnh vực gia cư, 30.000 ngôi nhà mới sẽ được xây ở đâu? Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, chính sách xây nhà ở xã hội của chính phủ Albanese dự phóng sẽ được Quốc hội thông qua trong tuần này sau khi đạt được thỏa thuận với Đảng Xanh. Theo đề xuất, chính phủ liên bang sẽ xây 30.000 ngôi nhà xã hội trong 5 năm từ năm 2024 đến 2029. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa rõ ràng về địa điểm mà những căn nhà này sẽ được xây dựng. Nhắc lại là quỹ nhà ở tương lai, tức là Housing Australia Future Fund, trị giá 10 tỷ đô la, hứa hẹn sẽ xây 30.000 căn nhà xã hội trong 5 năm. Trong số này sẽ có 4.000 căn nhà sẽ được phân bổ cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, cũng như thành phần phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ vô gia cư. Ngoài ra, chương trình Quỹ Nhà ở Tương lai cũng sẽ giúp giải quyết các nhu cầu nhà ở khác, bao gồm 200 triệu đô la để sửa chữa, bảo trì và cải thiện nhà ở tại các cộng đồng bản địa xa xôi, 100 triệu cho các lựa chọn nhà ở chuyển tiếp, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, 30 triệu đô la để xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh đang trong tình trạng vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư. Bộ trưởng Gia cư Julia Collins cho biết bà tin tưởng chính phủ có thể thực hiện mục tiêu nhà ở được đề xuất trong khung thời gian 5 năm, bất chấp những hạn chế về kỹ năng và nguồn cung. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là vị trí chính xác của 30.000 ngôi nhà mới được đề xuất theo chương trình này vẫn chưa được xác định. Theo phát ngôn viên về gia cư của Đảng Xanh, nghị sĩ Chandler Mather, thì địa điểm này sẽ phụ thuộc vào quyết định của các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, chắc chắn là những căn nhà này sẽ được xây dựng tại các khu vực có nhu cầu cao nhất. Trong khi đó, một nghị sĩ độc lập là Helen Hans, người đã đưa ra một dự luật riêng, thì nói rằng ít nhất 1/3 nguồn quỹ nên dành cho việc xây dựng nhà giá rẻ tại các vùng nông thôn. Vì theo thống kê từ tổng nha ABS, thì nước Úc đang có ít nhất 30% dân số sinh sống bên ngoài các khu vực đô thị. Cũng liên quan đến gia cư, Đảng Xanh tiếp tục gây áp lực với chính phủ về việc đóng băng tiền thuê nhà. Sau khi Đảng Xanh đã bật đèn xanh để chính phủ có thể thông qua dự luật về quỹ Housing Australia Future Fund, thì Đảng Xanh đã đi bước kế tiếp, đó là gây áp lực lên chính phủ về việc đóng băng tiền thuê nhà, nhằm giảm hạ áp lực cho tập thể những người đang sống tại các căn nhà thuê. Mặc dù cho đến thời điểm này, chính phủ kiên quyết không ủng hộ đề nghị từ Đảng Xanh, tuy nhiên Đảng Xanh tuyên bố là họ sẽ không từ bỏ và sẽ tiếp tục thúc đẩy việc hỗ trợ tiền thuê nhà trong tương lai.
Phát ngôn viên về gia cư của Đảng Xanh, nghị sĩ Chander Mather cho biết, dự luật nhà ở của chính phủ có nghĩa là hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người sẽ chuyển đến những nơi mà giá nhà thuê sẽ rẻ hơn so với thị trường. Cũng theo lời ông Chander Mather, thì hiện tại đang có rất nhiều người thuê nhà đang bị khủng hoảng về tài chính. Và những người này thường được yêu cầu phải đợi đến 10 năm mới hy vọng có cơ hội thuê được nhà chính phủ. Nhưng giờ đây nhóm người này sẽ sớm có được một mái nhà để che nắng che mưa. Tuy nhiên, phát ngôn viên của tổ chức chuyên về gia cư là Every Boy's Home, bà Maya Aji thì cho rằng dự luật này sẽ không bao giờ tự nó trở thành giải pháp cho tình trạng thiếu nhà ở xã hội của Úc Châu. Vì chương trình này chỉ xây có 30.000 căn nhà trong 5 năm, tức là chỉ 5% so với nhu cầu là 640.000 căn nhà trên khắp nước Úc. Trong khi đó, về phía đối lập, phát ngôn viên về gia cư, ông Michael Sukha nói rằng chính phủ đã giương cờ trắng về quyền sở hữu nhà. Cũng theo lời ông Sukha, thì đối với 99% người Úc đang thuê nhà, thì việc sở hữu một căn nhà chính là nguyện vọng của họ, là giấc mơ vĩ đại của một công dân Úc. Kế đến là tin từ Victoria, chương trình tài trợ chi phí đại học cho sinh viên ngành sư phạm. Cư dân Victoria nếu theo học ngành sư phạm để trở thành giáo viên trung học sẽ được chính quyền tiểu bang tài trợ chi phí ăn học. Tuy nhiên, công đoàn giáo dục và phe đối lập thì cho rằng các khoản thanh toán này sẽ không đủ để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động hiện nay. Một cách cụ thể thì hôm qua, thủ hiến Daniel Andrews đã công bố sinh viên sẽ nhận được 18.000 đô la cho chương trình học đại học 4 năm hoặc 9.000 đô la cho 2 năm học sau đại học nếu họ cam kết giảng dạy tại các trường trung học của Victoria trong ít nhất 2 năm. Khoản tài trợ này bù đắp cho khoảng trống so với địa điểm được hỗ trợ của khối thịnh vượng chung tại các trường đại học với mức phí khác nhau tùy thuộc vào trường đại học. Nhưng sinh viên không có cũng sẽ đủ điều kiện nhận tài trợ của tiểu bang. Trung bình, chính phủ liên bang cung cấp là 13.836 đô la cho một năm học cử nhân giáo dục, với sinh viên phải trả khoảng 4.000 đô la. Toàn bộ chi phí dao động từ 23.000 đô la đến 30.000 đô la ở các trường đại học, tăng lên mức cao nhất là 66.000 đô la đối với chương trình thạc sĩ tại Đại học Melbourne. Khoảng 4.000 giáo viên tốt nghiệp sẽ được hưởng lợi từ chương trình này, vốn sẽ chỉ mở cho những sinh viên đăng ký lấy bằng giảng dạy vào năm tới và năm 2025. Số tiền này có thể được sử dụng để trả nợ đại học hoặc trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Khoản tiền này sẽ được trả thành hai đợt, đợt đầu tiên khi đang học đại học và đợt thứ hai là một năm sau khi tốt nghiệp. Gói trị giá 229 triệu đô la cũng mở rộng các biện pháp khuyến khích giáo viên và các chương trình học tại chỗ được đưa ra sau khi các hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên nhà trường phản đối các biện pháp của Quốc hội tiểu bang vào thứ Sáu nhằm nêu bật tình trạng thiếu giáo viên. Công đoàn giáo dục Úc cho biết số lượng việc làm còn trống đang ở mức cao nhất mọi thời đại, với hơn 2.600 việc làm vẫn chưa được tuyển dụng. Công đoàn gần đây đã viết thư cho Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Natila Hutchins để yêu cầu thanh toán tiền giữ chân cho các giáo viên hiện tại và hỗ trợ tài chính bổ sung cho những người đang theo học để bước vào nghề. Thủ hiến Andrews nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng hành động gần đây của AEU không kích hoạt gói hỗ trợ. Tuy nhiên, một bộ trưởng nội các thừa nhận thông báo hôm thứ Ba một phần là để đáp lại chiến dịch vận động gần đây của công đoàn. Chính phủ Victoria đã tuyển dụng 5.000 giáo viên kể từ năm 2020, một con số được cho là cao hơn bất kỳ bang nào khác. Thông báo hôm thứ Ba lặp lại sự hỗ trợ của chính phủ đối với các y tá tốt nghiệp vào năm ngoái. Ông Andrew cho biết đợt trợ cấp mới nhất của các trường đại học hướng tới các giáo viên trung học công lập vì đó là nơi đang bị thiếu giáo viên trầm trọng nhất. Bê bối gian lận 1.800.000 đô la tại trường TAFE ở Victoria. Một cựu giám đốc trường TAFE tên là Mousy Mullen đã nhận tội vi phạm các quy định trong cơ quan công quyền để tránh bị kết án vì vai trò của ông trong vụ bê bối tại một cơ sở giáo dục ở phía tây nam Victoria trị giá 1.800.000 đô la. Ông Mullen đã hợp tác với bà Rebecca Taylor và công ty Telltale của bà vào năm 2013 để cung cấp chương trình đào tạo cho bên thứ ba tại Southwest TAFE để cung cấp chứng chỉ thứ tư về kỹ thuật. Tòa án quận đã cho biết là ông Mullen đã đưa bà Rebecca vào cơ sở dữ liệu của trường TAFE vì có bằng cấp phù hợp để giảng dạy khóa học, mặc dù trên thực tế bà không có chứng chỉ tối thiểu. Bà Rebecca Taylor đã nhận được 1.800.000 đô la cho khóa đào tạo và ông Mullen cũng đã từ chức giám đốc tại cơ sở trường TAFE ở Tây Nam Victoria ngay sau đó. Thẩm phán chấp nhận ông Mullen không được hưởng lợi ích tài chính hoặc đồng lõa với cáo buộc lừa đảo của bà Taylor.
Tuy nhiên, hành động của ông là sự thiếu cẩn trọng và đã vi phạm trách nhiệm của mình với cơ quan công quyền. Hành vi sai trái trong cơ quan công quyền có mức phạt tù tối đa là 10 năm, nhưng sẽ không có các cáo buộc nào chống lại ông Mullen và thay vào đó, ông sẽ chỉ phải nộp phạt là $2,500 trong vòng 6 tháng. Thẩm phán lưu ý đây là một trường hợp bất thường vì cáo buộc có hành vi sai trái trong cơ quan công quyền thường liên quan đến tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và thường có nguy cơ bị phạt tù. Ông Mullen chưa từng có tiền án và là một người đàn ông tận tụy với gia đình và cũng đã có nhiều đóng góp đáng kể cho cộng đồng. Sự vi phạm của ông Mullen xảy ra sau đợt cắt giảm tài trợ cho hệ thống trường thép năm 2012, có nghĩa là ông phải chịu trách nhiệm đảm bảo các thỏa thuận với bên thứ ba về các khóa đào tạo. Thẩm phán cũng thừa nhận đã có sự chậm trễ đáng kể trong việc hoàn tất vụ án kể từ khi ông Mullen bị cảnh sát thẩm vấn lần đầu tiên vào năm 2016 do cuộc điều tra của Ủy ban chống tham nhũng ABAC và đại dịch. Trong khi đó, vụ án xét xử bà Taylor vẫn đang được tiến hành. Các gia đình có con nhỏ thiếu thuốc kháng sinh. Hiện nay, các gia đình không thể mua được các loại thuốc kháng sinh theo đơn với số lượng nhiều nhất cho con mình. Nhưng các chuyên gia cho rằng trẻ em không có nguy cơ gặp rủi ro do thiếu loại thuốc này. Các bậc cha mẹ và người chăm sóc đã được cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt thuốc kháng sinh được kê đơn nhiều nhất cho trẻ em có thể tiếp tục xảy ra cho đến đầu năm sau. Các dược sĩ và bác sĩ gia đình nói rằng điều đó có nghĩa là nhiều gia đình có thể sẽ được giới thiệu với các bác sĩ của họ để tìm loại thuốc thay thế. Các sản phẩm đang bị thiếu hụt bao gồm thuốc kháng sinh dạng lỏng của amoxicillin, cefaxicillin, cefixlor và penicillin. Đây là các loại thuốc kháng sinh đường uống hàng đầu dùng cho trẻ khi trẻ bị bệnh. Các loại thuốc tương tự ở dạng viên nén hoặc ở dạng viên nang đều có sẵn nhiều hơn, có nghĩa là trẻ em trên thực tế vẫn không có nguy cơ bị thiếu thuốc kháng sinh hoàn toàn. Một dược sĩ ở Sunshine Coast cho biết các gia đình được thông báo hàng ngày rằng họ sẽ phải đến một hiệu thuốc khác hoặc quay lại gặp bác sĩ gia đình của mình do thiếu hụt thuốc kháng sinh dạng uống cho trẻ em. Ông cho biết ngay cả con của ông cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn cung thấp. Nhưng cho biết việc thiếu thuốc kháng sinh cụ thể không khiến trẻ em dễ bị tổn thương vì vẫn có các cái phương pháp điều trị khác. Chẳng hạn, các hiệu thuốc có thể pha chế để chuyển thuốc kháng sinh dạng viên nén hoặc viên nang thành dạng lỏng dành cho trẻ em. Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Queensland cho biết là mặc dù thiếu hụt thuốc kháng sinh dành cho trẻ em, nhưng Bộ vẫn có nguồn cung đầy đủ cho các bệnh viện công trên toàn tiểu bang thông qua hệ thống nhà thuốc công. Tuy nhiên, đối với những người ở khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa, việc đến hiệu thuốc khác nhau để tìm mua thuốc kháng sinh dành cho trẻ em là khá khó khăn. Cơ quan quản lý dược phẩm TGA cho biết tình trạng thiếu hụt 4 loại thuốc kháng sinh này được báo cáo lần đầu tiên vào cuối năm ngoái, với nguyên nhân là do các vấn đề sản xuất hoặc nhu cầu gia tăng bất ngờ. TGA ước tính một số loại thuốc kháng sinh sẽ vẫn bị thiếu hụt cho đến tận đầu năm tới. Với bản tin vừa rồi, Lily xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietfay TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Lily xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietfay TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều này.